chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Luật sư Doanh nghiệp được phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình VTV. Thưa quý vị, cắt giảm, đơn giản hóa khoảng 46,64% điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc 18 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thuộc phụ lục 4 luật đầu tư. Đây là thông tin nằm trong dự thảo nghị định sửa đổi một số điều, các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành được Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Chính phủ. Vậy là trong tuần qua, sau Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã bắt đầu có lộ trình và phương án cho việc cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh và đơn giản hóa thủ tục hành chính. Nội dung trên sẽ được làm rõ hơn trong chương trình Luật sư Doanh nghiệp tuần này với chủ đề Cắt giảm điều kiện kinh doanh, các bộ vào cuộc, phần 2. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Để tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề xuất xây dựng nghị định sửa đổi một số điều của các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Rõ ràng dù mới chỉ là đề xuất, nhưng nó cho thấy lộ trình rõ ràng và cụ thể của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong công cuộc cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Để hiểu rõ hơn về đề xuất của Bộ Tài nguyên và Môi trường, kính mời quý vị đến với phóng sự sau. Bộ Tài nguyên và Môi trường hiện có 18 ngành nghề kinh doanh có điều kiện, với 163 điều kiện đầu tư kinh doanh của 6 lĩnh vực là đất đai, địa chất và khoáng sản, môi trường, tài nguyên nước, đo đạc và bản đồ, khí tượng, thủy văn. Trong đó, lĩnh vực đất đai có 5 ngành nghề kinh doanh có điều kiện với 23 điều kiện đầu tư kinh doanh. Địa chất khoáng sản có 2 ngành nghề và 26 điều kiện. Môi trường có 6 ngành nghề và 63 điều kiện. Tài nguyên nước có 3 ngành nghề với 39 điều kiện kinh doanh. Đo đạc và bản đồ có 1 ngành nghề với 4 điều kiện. Khí tượng và thủy văn có 1 ngành nghề với 8 điều kiện. Trên cơ sở đó, Bộ đã kiến nghị bãi bỏ 1 ngành nghề là dịch vụ vận chuyển hàng nguy hiểm, giảm 17 ngành nghề kinh doanh có điều kiện, bãi bỏ 76 điều kiện đầu tư kinh doanh chiếm 46,63%. Bên cạnh đó, dự thảo nghị định sửa đổi một số điều của các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường được Bộ trình lên Chính phủ, dự kiến sửa đổi 11 văn bản với 5 chương, 13 điều. Cụ thể, dự thảo đề xuất sửa đổi một số điều tại hai nghị định thuộc lĩnh vực đất đai gồm Nghị định số 43 năm 2014 và Nghị định số 44 năm 2014. Trong lĩnh vực môi trường, dự thảo đề xuất sửa đổi một số quy định tại 5 nghị định, gồm Nghị định 127 năm 2014, Nghị định 18 năm 2015, Nghị định 19 năm 2015, Nghị định 38 năm 2015 và Nghị định số 60 năm 2016. Trong lĩnh vực tài nguyên nước, địa chất và khoáng sản, đo đạc và bản đồ, khí tượng thủy văn, dự thảo đề xuất sửa đổi một số quy định tại 5 nghị định, gồm Nghị định số 60 năm 2016, Nghị định số 201 năm 2013, Nghị định số 158 năm 2016, Nghị định số 45 năm 2015 và Nghị định số 38 năm 2016. Trước đó, ngày 14 tháng 12 năm 2017, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã ký ban hành quy định thí điểm liên thông giải quyết một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành nhằm tháo gỡ vướng mắc và tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp. Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện liên thông đối với 11 thủ tục hành chính gồm 3 lĩnh vực, gồm môi trường 3 thủ tục, tài nguyên nước 2 thủ tục, biển và hải đảo 6 thủ tục. Quy trình liên thông của Bộ Tài nguyên và Môi trường là quy trình tự nguyện, tổ chức cá nhân có thể lựa chọn thực hiện hoặc không thực hiện. Theo đó, doanh nghiệp, nhà đầu tư có thể nộp đồng thời hồ sơ của các thủ tục hành chính khác nhau tại bộ phận một cửa của Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc qua dịch vụ bưu chính hay qua hình thức trực tuyến sẽ được Bộ này tổ chức thẩm định, phê duyệt một lần và trả một lúc các kết quả cho doanh nghiệp và nhà đầu tư. Việc thực hiện quy trình liên thông mới sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian, chi phí tuân thủ, giảm rủi ro và gia tăng cơ hội trong đầu tư kinh doanh. Về tiết kiệm thời gian, doanh nghiệp có thể rút ngắn trung bình 54% thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Một số trường hợp thời gian có thể rút ngắn lên đến khoảng 2/3, tương đương trên 60% thời gian. Về tiết kiệm chi phí, doanh nghiệp có thể tiết kiệm trung bình 30% chi phí tuân thủ. Một số trường hợp có thể tiết kiệm lên đến 60% chi phí thực hiện thủ tục hành chính.
Đáng lưu ý là quy trình liên thông này không chỉ doanh nghiệp được hưởng lợi mà cơ quan giải quyết thủ tục hành chính cũng được hưởng những lợi ích tương ứng khi triển khai thực hiện liên thông giải quyết thủ tục hành chính. Căn cứ vào kết quả triển khai thí điểm, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ mở rộng liên thông thêm các thủ tục hành chính khác trong thời gian tới. Rõ ràng, với những lộ trình và đề xuất cụ thể, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho thấy quyết tâm của Bộ không nằm ngoài cuộc chiến cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính mà Chính phủ đã đề ra. Thưa quý vị, rõ ràng sau quyết định mang tính lịch sử của Bộ Công Thương khi mạnh tay cắt giảm 675 điều kiện đầu tư kinh doanh vào cuối năm 2017, thì sang đến đầu năm 2018 này, chiến dịch cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh đã được Chính phủ khởi động một cách rốt ráo. Và sau Bộ Giao thông Vận tải, thì Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã bắt đầu có những lộ trình và đề xuất cắt giảm điều kiện kinh doanh rất rõ ràng và cụ thể. Tuy nhiên, các chuyên gia đánh giá sẽ còn rất nhiều việc phải làm để việc cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh đi vào thực chất và có chất lượng hơn là chạy theo thành tích, cắt về số lượng. Các điều kiện kinh doanh được quy định tại 237 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 66 luật, 3 pháp lệnh và 162 nghị định. Không ít ngành nghề thuộc danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện chưa thật sự đáp ứng tiêu chí quy định tại Luật Đầu tư năm 2014 về sự cần thiết phải quy định là ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Sản xuất đến đâu, sản xuất như thế nào thì theo tôi đấy là cái vấn đề của doanh nghiệp. Thế ví dụ như chúng ta đặt ra các điều kiện kinh doanh quy định là doanh nghiệp phải sở hữu chứ không được thuê chẳng hạn, một cái máy móc, một cái nhà kho, hoặc chúng ta phải có một cái nhà kho có một cái công suất tối thiểu, hay là chúng ta phải có 3-4 cái máy móc vân vân. Thì tất cả những cái quy định như vậy tự khắc nó làm hạn chế cái sự sáng tạo, làm hạn chế cái làm gia tăng cái chi phí. Có nghĩa rằng là cùng một quy mô kinh doanh, doanh nghiệp có thể có những phương thức tổ chức kinh doanh làm sao nó phù hợp và theo cái cách mà nâng cao hiệu quả nhất, thì những cái điều kiện kinh doanh như vậy theo tôi hoàn toàn có thể xem xét để bãi bỏ. Và ở đây thì đôi khi chúng ta không hiểu một cách tiêu cực, bãi bỏ có nghĩa là bãi bỏ hoàn toàn, mà thay vào đó thì Chính phủ có thể nói rằng là dùng những biện pháp khuyến khích để doanh nghiệp thực hiện. Cái ví dụ như là ban hành tự xây dựng một bộ tiêu chuẩn của mình, công bố và áp dụng, và nhà nước theo dõi cái việc họ tự tuân thủ cái quy định của họ, hay là khuyến khích doanh nghiệp xây dựng cái bộ thực hành sản xuất tốt và họ công bố công khai, và khi công bố công khai họ cam kết thì có nghĩa rằng là nó ràng buộc như pháp luật, nhưng đó là cái của doanh nghiệp thấy phù hợp với mình, và nhà nước lại căn cứ theo những tiêu chuẩn đó để giám sát. Thì như vậy nó vừa đảm bảo được cái nâng cao hiệu quả do doanh nghiệp sáng tạo, vừa đảm bảo cái hiệu quả ta gọi là quản lý nhà nước, có nghĩa là đảm bảo cái mức độ an toàn tối thiểu của sản phẩm. Cái gì đã nói về bị hành thì có thể hành trong nhiều chuyện lắm, nhưng mà riêng trong cái điều kiện kinh doanh thì việc cắt giảm và xóa bỏ các điều kiện kinh doanh là có hiệu lực trên toàn quốc. Một khi một cái điều kiện kinh doanh nào đó đã bị xóa bỏ rồi thì không một chính quyền địa phương nào có thể đòi hỏi doanh nghiệp phải đáp ứng cái điều kiện kinh doanh đã bị xóa bỏ đó, chắc chắn là không có, vì nó đã được xóa bỏ rồi. Thứ hai nữa là công tác kiểm tra thì sẽ dựa trên cái quy chuẩn và cái tiêu chuẩn do các cơ quan quản lý nhà nước ban hành. Mà như anh Cung nói, khi đưa ra những cái tiêu chuẩn và quy chuẩn đó thì thông thường đấy là những cái điều kiện nó đã được lượng hóa và nó rất công khai và rất minh bạch. Cho nên bản thân cái người dân và doanh nghiệp cũng có thể kiểm tra được là mình có đáp ứng hay không. Cho nên không dễ gì một cái anh cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương đến mà lại nói rằng là gì, là anh chưa tuân thủ các cái quy chuẩn và tiêu chuẩn cả. Để trong quá trình đó thì chúng tôi đưa thêm các yếu tố về minh bạch này, công khai này, lượng hóa được này vào trong cái hệ tiêu chuẩn và quy chuẩn của mình, để chúng tôi hy vọng bằng việc đó thì sẽ các doanh nghiệp sẽ tránh được cái câu chuyện một số công chức nhất định thôi ở địa phương có thể bẻ hành bẻ tỏi việc này việc khác. Thì với những cái tiêu chuẩn rõ ràng như vậy thì họ sẽ khó khăn hơn rất nhiều trong cái câu chuyện là bẻ hành bẻ tỏi doanh nghiệp. Công cuộc giảm điều kiện kinh doanh và đơn giản hóa thủ tục hành chính sẽ còn khó khăn nếu như bản thân các bộ ngành không tự giác rà soát và đề xuất cắt giảm. Chiến dịch của Chính phủ đang rất nóng, nhưng nếu các bộ ngành không nhập cuộc một cách chủ động thì sẽ không tránh khỏi tình trạng trên nóng mà dưới vẫn lạnh. Tôi thấy cái việc mà cải cách về thủ tục hành chính ấy là những cái rất là cố gắng của Chính phủ rồi. Đấy, nhưng mà đương nhiên chúng ta bị
ảnh hưởng bởi cái văn hóa từ trước đến giờ không dễ dàng gì mà có thể thay đổi ngay được. Về phía doanh nghiệp thì chúng tôi vẫn bị gặp những cái khó khăn về con người. Đó, cái mà mình hay nói là trên giải thảm nhưng dưới giải đinh. Thì cái đó là cái mà chúng tôi gặp phải. Còn đương nhiên về cái quy trình thì như theo tôi được biết là nó giảm cái tỷ lệ các cái thủ tục giấy tờ, giảm tới mấy 20-30% các loại giấy tờ, giảm cả thời gian để làm cái thủ tục đó. Nhưng đó là trên lý thuyết. Đó, còn thực tế chúng tôi đi làm cái gì khó thì chúng tôi vẫn phải xử lý theo cái thực tế, nó cũng không hề dễ dàng hơn là bao nhiêu. Những cái điều kiện kinh doanh mà các doanh nghiệp họ đưa ra, thế thì những cái điều kiện kinh doanh này nó xuất hiện rất nhiều và nó cứ đã cắt ở chỗ này thì nó lại mọc ở chỗ khác, thì làm cho doanh nghiệp nó ở trong một cái ma trận thông tin và không biết, là đôi khi không biết rằng là mình đang bị sai chỗ nào và mình đúng ở chỗ nào. Và đấy cũng là một cái mà cũng làm cho các doanh nghiệp tốn rất nhiều thời gian và công sức cũng như là tiền của. Cái thủ tục thì rất là nhiều giấy tờ. Hiện nay có những văn bản quy định có đến 10 loại giấy tờ. Và tất cả thủ tục đều làm thủ công, trong cái điều kiện hoàn toàn có thể áp dụng thủ tục với quan điện tử hiện nay. Thì vẫn có đa số là vẫn làm thủ tục thủ công. Một cái bất cập nữa đó là chi phí rất là lớn. Và trong đó thì các doanh nghiệp đều nói luôn luôn có chi phí bôi trơn. Và đó là những cái vướng mắc lớn nhất. Về cắt giảm các cái giấy phép cũng như điều kiện kinh doanh, đấy là cái việc của cái bộ máy công quyền. Thế thì một là như là chính phủ đề ra là tự mình rà soát và tự mình cắt giảm, thì đó đòi hỏi một cái dũng khí cũng như là quyết tâm chính trị rất lớn thì mới làm được. Nhưng mà lúc nãy tôi có trao đổi thì bên cạnh cái đó thì phải có cái những cái biện pháp mà kiểm tra cái việc mà các bộ ban hành có cài cắm những quy định mà coi như là nó gọi là giấy phép bất hợp lý hay không ấy, thì cần một cái tổ tư vấn nó tương đối độc lập để tư vấn cho Thủ tướng để mà giao cho các bộ chỗ này là chưa được, chỗ này chưa hợp. Theo ghi nhận có được từ buổi làm việc của tổ công tác của Thủ tướng với 16 bộ ngành mới đây, thì ngoài một số đề xuất của một số bộ trong việc cắt giảm điều kiện kinh doanh, còn nhiều bộ chưa có động tĩnh gì. Và các bộ cũng chưa có đề xuất cụ thể cách thức quản lý đối với danh mục hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành đang bị chồng chéo, chịu nhiều hình thức kiểm tra của nhiều bộ hoặc của nhiều cơ quan, đơn vị thuộc một bộ. Tình trạng độc quyền trong hoạt động kiểm tra, đánh giá sự phù hợp chưa được khắc phục triệt để. Chi phí của thủ tục kiểm tra chuyên ngành vẫn là gánh nặng lớn đối với các doanh nghiệp. Để đứng đầu các bộ ngành, đôi khi tôi có cảm nhận người ta không biết cái việc này, cái thông tin không đến họ. Cho nên những trường hợp nào mà đến họ ấy, thì tôi thấy họ đều giải quyết quyết liệt cả. Ví dụ như là cái năm ngoái chúng ta ghi nhận mấy năm ấy, tức là cái kiểm tra hàm lượng formaldehyde trong sản phẩm dệt may ấy. Mấy năm cứ loanh quanh ở các cái bộ cục, cuối cùng xử lý mãi không được. Nhưng đến khi đến tai đến ông bộ trưởng ấy, ông xử lý ngay và bỏ hoàn toàn. Thế là doanh nghiệp phải gánh chịu cái đó trong vòng 6 năm. Tôi cũng đã gặp rất nhiều doanh nghiệp, họ bảo bọn em không ngại cái chuyện tuân thủ. Một bọn em ngại là nó không minh bạch hoặc là những cái quy định mà không thể tuân thủ được, chứ họ cũng không bảo là họ không muốn tuân thủ. Doanh nghiệp cũng rất có ý thức trong chuyện đấy. Thủ tướng Chính phủ thì đã có chỉ thị rất là rõ, cắt giảm từ 1/3 đến một nửa cái điều kiện kinh doanh hiện có. Và hiện nay thì tôi cũng thấy có rất nhiều bộ ngành đã chuyển biến rất là tích cực. Bộ Công Thương đã thực hiện cái cắt giảm 675 cái điều kiện kinh doanh. Bộ Xây dựng cũng công bố một cái kế hoạch cắt giảm tương đối tham vọng. Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cũng có một cái chương trình riêng. Và tôi hy vọng rằng là điều này sẽ tạo ra một sự thay đổi đồng khắp trên các bộ ngành. Và các doanh nghiệp và người dân thì kỳ vọng vào những thay đổi thực chất, những thay đổi mà có ý nghĩa thực tế để mỗi doanh nghiệp, mỗi người dân đều thực sự hưởng lợi. Để đánh giá cái nỗ lực cải cách của các bộ thì có nhiều cách. Chính các doanh nghiệp, người dân chủ động trong việc phát hiện, trong việc đề xuất những cái thủ tục, cái quy định nào mà đang cản trở mình, đang gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh của mình. Nhưng mà bản thân những cơ quan có liên quan thì đều có thể giám sát được cái hoạt động của các bộ. Chẳng hạn như là giám sát cái mức độ thực hiện nghị quyết 19 của Chính phủ. Trong nghị quyết 19/2017 năm ngoái thì có giao 250 cái nhiệm vụ cụ thể cho rất nhiều bộ ngành. Thì giờ hoàn toàn có thể tổng kết được những bộ ngành nào đã thực hiện đúng, thực hiện đủ, thực hiện thực chất những cái nhiệm vụ mà Chính phủ giao, Thủ tướng Chính phủ giao. Khó khăn lớn nhất của cái quá trình cắt giảm này thì có lẽ là như tôi vừa mới đề cập, đó là những cái tư duy của các bộ ngành.
các bộ ngành vẫn nhiều bộ ngành vẫn coi như chưa coi doanh nghiệp là cái đối tác phát triển, những cái đối tác mà họ sẽ cần phải phục vụ, những cái dịch vụ mà các cơ quan công quyền sẽ hướng tới là phục vụ các doanh nghiệp này, và nhiều cơ quan vẫn coi như doanh nghiệp là cái đối tượng cần phải sự quản lý. Như vậy là họ cần phải có những cái nghĩa vụ về cung cấp thông tin, nghĩa vụ phải bị thanh tra, nghĩa vụ phải cung cấp tất cả những tiếp những cái đoàn thanh tra và phải tuân thủ tất cả những quy định của nhà nước. Và cũng xuất phát từ những cái tư duy của một số cơ quan quản lý nhà nước là họ biết hơn, họ biết rõ hơn doanh nghiệp về tất cả những gì cần phải thực hiện, họ biết rõ hơn về mặt thị trường, nhưng trên thực tế thì có thể điều này không đúng, thực sự là như vậy. Chúng ta cũng nói một điều ấy là các bộ cũng rất tích cực và trách nhiệm trong vấn đề rà soát để cắt bỏ các điều kiện kinh doanh, rà soát và cắt bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết. Ngay cả vấn đề quy định các điều kiện kinh doanh mang tính không lượng hóa được. Ngay cả dùng những cụm từ, câu từ, ngay cả sức khỏe tốt, rồi có ý thức trách nhiệm liêm khiết, rồi có sức khỏe đảm bảo hành nghề luật sư thì có thể trở thành luật sư, hoặc là ngay cả vấn đề trụ sở văn phòng có diện tích đảm bảo cho hoạt động, việc lưu trữ và thuận tiện cho khách hàng, tất cả những điều kiện như vậy nó không lượng hóa được. Thì các bộ cũng đã tiếp thu ý kiến trong tổ công tác, thì tới đây sẽ yêu cầu phải rà soát, cắt bỏ và lượng hóa cụ thể. Cái gì lượng hóa được thì đưa vào, không lượng hóa được thì cắt bỏ. Đấy, tinh thần chúng ta cũng thấy như vậy. Cũng tại buổi làm việc của tổ công tác của Chính phủ với 16 bộ ngành được tổ chức cuối tháng 2 năm 2018, Chính phủ đã yêu cầu phải gấp rút xây dựng lộ trình, phương án cắt giảm cụ thể và phải đảm bảo nguyên tắc việc cắt giảm, sửa đổi hoặc bãi bỏ phải thực chất, không cắt giảm, bãi bỏ hoặc sửa đổi theo kiểu cơ học thuần túy, gộp nhiều điều kiện vào một điều kiện. Tuyệt đối không cắt giảm, bãi bỏ cái này lại bổ sung cái khác, hoặc sửa đổi, cắt giảm theo kiểu thay đổi tên gọi. Khẩn trương xây dựng phương án cắt giảm, bãi bỏ điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính không cần thiết, bất hợp lý, gây khó khăn, cản trở đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp. Cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính sẽ vẫn còn là một chủ đề nóng trong năm 2018. Bởi mục tiêu Chính phủ đã đề ra là năm 2018 vẫn là năm cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp. Và năm 2018 sẽ cắt giảm được 50% số điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính. Và cộng đồng doanh nghiệp thì vẫn đang từng ngày mong đợi những cải tiến thực sự và những cải tiến vì doanh nghiệp. Như thường lệ, phần cuối của chương trình mời quý vị đến với mục tư vấn pháp luật. Thưa quý vị, tham gia mục tư vấn pháp luật ngày hôm nay có luật sư Lê Thị Thu Hằng, công ty luật Quốc Minh, đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Thưa luật sư, chị Đinh Ngọc Huyền có địa chỉ email ngọchuyen@gmail.com có viết thư và hỏi: công ty tôi đã thành lập được 3 năm, song tình hình kinh doanh không hiệu quả, không chi trả được mọi chi phí. Giờ đây thì tôi muốn tạm thời đóng cửa doanh nghiệp một thời gian để tìm ra hướng đi mới. Vậy thì luật sư cho tôi hỏi, tôi có thể tạm dừng hoạt động của doanh nghiệp không và thủ tục làm như thế nào? Xin luật sư trả lời. Về vấn đề bạn hỏi, tôi xin được trả lời như sau. Theo quy định tại Điều 200 Luật Doanh nghiệp năm 2014, trong trường hợp này, doanh nghiệp của bạn có thể làm thủ tục tạm ngừng kinh doanh. Doanh nghiệp có quyền tạm ngừng kinh doanh nhưng phải thông báo bằng văn bản, ghi rõ về thời điểm và thời hạn tạm ngừng kinh doanh cũng như thời hạn tiếp tục kinh doanh, gửi cho cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất trong vòng 15 ngày kể từ ngày bạn tạm dừng hoặc tiếp tục kinh doanh. Trong thời hạn tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải nộp đủ các loại thuế còn nợ, tiếp tục thanh toán các khoản nợ, hoàn thành các việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động, trừ trường hợp doanh nghiệp chủ nợ khách hàng và người lao động có những cái thỏa thuận khác. Ngoài ra, công ty cũng cần phải nộp đủ các tờ khai, các báo cáo thuế đến các cơ quan có thẩm quyền, cụ thể là cơ quan quản lý thuế trực tiếp của mình. Và để làm thủ tục tạm ngừng đăng ký kinh doanh, bạn có thể vào trang web của, tôi lấy ví dụ là của, nếu như công ty của bạn có trụ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội, bạn có thể vào trang web của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội. Trên đó bạn sẽ được hướng dẫn thủ tục các loại tờ khai một cách công khai và minh bạch. Cảm ơn luật sư ạ.
Mục tư vấn pháp luật đã khép lại chương trình luật sư doanh nghiệp tuần này của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình tại website www.vitv.vn hoặc cập nhật qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.